Mọi người ơi, hôm nay Ly có thanh lý một cái cặp Lunca giống nè các bạn. Mình nghỉ nuôi Lunca từ từ ở các bạn, tại vì nếu như mà bạn nào mà nuôi dòng bọ mà giá rẻ thì các bạn có thể làm mua cái cặp giống Lunca này về các bạn nuôi nha. Tại vì các bạn biết sao không? Không phải là nó bị cái gì hết trơn á. Con trắng này là mình cạo lông nè các bạn. Con này là con đực giống, mình cũng cạo lông trước, hiện tại là nó mọc ra như vậy. Thật ra là lông dài nha các bạn, Lunca này là Lunca lông dài nha. Các bạn biết sao không? Tại vì mình nuôi cái chế độ của mình nó là gồm có nén nâu, cỏ khô đồ tùm lum hết á. Mà nếu như mà nuôi Lunca mà giá như thị trường hiện tại á thì mình không có lời mọi người. Nếu như mà các bạn nuôi nuôi bằng thức ăn rẻ hơn á thì các bạn có thể nuôi cái cặp Lunca này thì các bạn sẽ có lời. Còn như mình đó là mình nuôi bằng nén nâu đồ này nọ, mình tính ra tính lại là cái con Lunca này thật ra là mình nuôi giống như mình nuôi chơi thôi, chứ thật ra là đâu có lời gì nhiêu đối với Lunca nha. Tại vì ở cái giá tiền của Lunca thì tương đối nó rẻ mọi người, 300 400 400 500 trở xuống là một con, nhưng mà mình nuôi thì thức ăn mắc quá nên là mình thấy là mình không có lời nha các bạn, chứ không phải là nó bị cái gì hết nha mọi người. Nên mọi người đừng có nghĩ là nó bị cái này bị cái kia mà Ly bán, không có đâu. Mình có sao á là mình nói như vậy, tức là mình nói là mình nuôi không có lời thì mình nói nuôi không có lời. Thí dụ như các bạn nuôi không có phải là nén nâu á thì chi phí các bạn sẽ thấp lại, và các bạn sẽ nó sinh sản con ra thì các bạn có thể là bán, các bạn có thể có lời, có thu nhập. Còn mình ở đây là mình nuôi, mình tính ra tính lại là mình nuôi Lunca là chỉ bán cho các bạn giống như là chơi thôi, tiền thức ăn, tiền điện, tiền nước các kiểu, rồi là tính ra là mình không có thu nhập Lunca mọi người. Nên nó là Ly thanh lý, đây là cặp giống nha các bạn. Thì con cái trắng này là nó mới tách con nè các bạn, đây con nó này các bạn. Mới tách con. Con nó nè, đó con nó được bé lớn rồi nè mọi người. Thì được 1 tháng tuổi đó Ly bắt đầu Ly tách con. Thì hai con này là mọi người yên tâm nha, con đực này là phối giống rất là tốt và đẻ con á toàn là con đẹp đẹp không á nha các bạn. Cái cặp giống này thì nếu như mà bạn nào muốn lấy lại cái cặp giống này thì các bạn inbox qua cho mình số điện thoại là 0932867022 nha. Thì Ly sẽ để giá hữu nghị cho mọi người, chứ Ly không có bán giá cao đâu, mọi người yên tâm nha. Rồi sẵn đây thì Ly đăng một số cái con bọ này luôn, thì nếu như mà bạn nào thích đó, thì các bạn có thể rước nghe. Thì đa phần những cái con bọ này thì giá cũng cực kỳ hời luôn nào các bạn. Đây là C3, C3 nha các bạn, C3 màu này là màu rainbow nè mọi người, C3 nha, C3. Thì C3 nó cũng rẻ thôi mọi người, C3 nó tầm một con là 500 600 ngàn trở xuống, nhưng mà đặc biệt trong cái video này á là mình sẽ bán cực kỳ rẻ cho các bạn chơi ha. Thì các bạn thích cái con nào thì các bạn chụp màn hình giùm Ly, các bạn gửi qua tin nhắn giùm Ly nha. Cái con C3 này là màu rainbow nha mọi người, nó được 1 tháng tuổi. C3 màu rainbow mắt đỏ nha mọi người, mắt đỏ. Màu rainbow nha các bạn. Rainbow. Con này là đực nha các bạn. Con này là đực ha, con này là đực. Các bạn chụp màn hình lại giúp Ly nha. Các bạn chụp màn hình xong các bạn gửi qua video giúp Ly nha. Con này là C3 đực nha mọi người. Các bạn thông cảm nha, tại vì Ly không có để cái giá quay á, một tay Ly cầm máy quay, một tay Ly bắt bọ, thành ra cái màn hình nó không có được mà đứng yên á. Các bạn thông cảm. Đây là C3 luôn nha các bạn. C3 nha các bạn. C3 C3 C3. C3 thì nó có C3 thì nó có lông lửng và có lông dài luôn nha các bạn. Cho nên nó là cũng là đều là C3, các bạn có thể phối với nhau là bình thường nha. Con này là đực, C3 đực full trắng nha các bạn. Hiện tại là đang ra lông nha. C3 đực nha mọi người, C3 đực trắng. C3 đực trắng nha. Nếu như mà các bạn nào mà muốn mua bọ mà cái giá học sinh sinh viên á về nuôi chơi thì các bạn có thể là chọn những con này. Thật ra nó cũng rất là dễ thương. Các bạn biết không, Ly không có phân biệt bọ ở đây. Tức là bọ của Ly á là
cái loại nào rẻ tiền hay mắc tiền thì đều được ăn như nhau, đều được ăn nén nâu, đều được ăn cỏ khô, đều được ăn đầy đủ hết như nhau. Thành ra con nào con nấy khi mà tách mẹ là nó như con heo vậy đó các bạn. Chứ mình không có phân biệt là bỏ mắc tiền là mình phải cho nó ăn nén nâu, còn bỏ rẻ tiền là mình không cho nó ăn nén nâu, không có đâu. Ở đây là Ly cho nó ăn đều hết. Thành ra là mình, thật ra mấy bạn mà mua những cái con này á, bên mình á, các bạn không có phải sợ gì cả. Tại vì khi mà các bạn nhận con bò về á, đảm bảo với các bạn á, là to, ú, khỏe. Và các bạn nuôi á, rất là dễ lớn, mau lớn và dễ sống. Nó không có phải bị yếu sức đề kháng á các bạn. Đây là con Shiba đực nha các bạn. Shiba đực trắng nha. Mọi người thích thì mọi người chụp màn hình lại giúp Ly. Rồi, Ly có cái con Shiba đực này. Con Shiba đực này nha các bạn. Một con chỉ có vài trăm thôi à mọi người. Ây da, nó ra. Đừng có ra. Rồi, ở đây Ly có một con Shiba nữa. Con này là cái nè các bạn. Con này là Shiba nè các bạn. Ồ, Shiba mà nó ra lông cũng đẹp lắm á mọi người. Con này là Shiba. Shiba này là cái nha các bạn. Full nâu luôn nha. Shiba này đang ra lông dài nè. Shiba này là cái full nâu nha các bạn. Cái full nâu. Đặc biệt á là mình có một, có con này là cũng là đực nhưng mà nó khác bầy nha mọi người. Con Shiba này là cũng là đực nè. Tức là con này là cái, con này là đực. Hai cái con này là mình có thể ghép cặp được với nhau. Nhưng mà hai cái con này là mình có thể ghép cặp được với nhau nè. Nhưng mà các bạn yên tâm nha, tại vì hai cái con này là nó khác bầy. Nó khác bầy với nhau nha các bạn. Nó khác bầy với nhau, nó không có chung đàn. Cho nên nó là Ly mới chỉ cho các bạn là các bạn ghép được nha. Còn cái con trắng lúc nãy á, với cái con cái này á, là anh em chung đàn. Con trắng này nè, con trắng này nè, với con này là chung đàn nè. Cho nên nó là Ly không có để cho các bạn ghép cặp này được. Nếu mà các bạn muốn ghép cặp với con cái á, thì các bạn chọn con đực Shiba nâu này. Tại vì nó là khác đàn, nó không có cùng hệ. Nếu mà các bạn ghép chung đàn thì nó sẽ bị cận huyết. Còn cái này là hoàn toàn khác. Ha các bạn ha. Thì ở đây là con đực Shiba. Con đây là con đực Shiba. Đây là con cái Shiba. Nếu mà các bạn muốn ghép cặp thì các bạn ghép cặp con đực này với con đực này nha. Thì để Ly quay cho các bạn xem. Đây là con cái nè. Đây là con đực nè. Đó. Đây là một cặp. Ôi, một cặp một mới một tháng tuổi mà con nào con nấy như con heo luôn á nha mọi người. Mới một tháng tuổi thôi đó nha. Con nào con nấy như con heo luôn. Rồi, đây là một cặp Shiba nha. Thí dụ như bạn nào thích. À, mình cũng nói luôn nghe, tại vì ở Shiba của mình hiện tại là có hai con đực một con cái, cho nên là nếu như mà các bạn có mua thì các bạn mua chơi thì các bạn có thể là mua lẻ con đực giúp mình, chứ mình không có bán lẻ con cái, tại vì lẻ con cái thì còn dư ra đực mình khó bán lắm ha. Còn nếu như mà các bạn lấy hết thì mình sẽ tính giá học sinh sinh viên cho mọi người nha. Rồi, ok, Ly chỉ có mấy con Shiba. Ly chỉ có mấy con Shiba đó thôi các bạn. Còn cái con Lunca này á, thì khách cọc lúc nhỏ rồi mọi người. Khách cọc lúc nhỏ rồi. Thành ra bây giờ là mình chỉ giao cho khách thôi. Mình không có bán cho bạn cái con, mấy bạn cái con này được nha. Các bạn coi hết video clip này. Nếu mà các bạn có thích á, thì các bạn gửi hình qua video. Gửi hình qua Zalo giúp Ly nha. Rồi bạn nào mà mua cái cặp giống Lunca này á, thì các bạn cũng inbox giúp cho Ly luôn nha. Inbox qua Zalo giùm cho mình nha. Cái con đực này còn tơ nha mọi người. Nó không phải già đâu nha. Con cái này cũng vậy, mới tách con. Cho nên mọi người cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn xem hết video của Ly nha.